Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 698-699, nhưng, đây là Trung Châu Thành, tất cả mọi người vẫn là nhịn xuống, liền huyền thịnh các chủ sắc mặt mặc dù khá khó xử nhìn, nhưng cũng không có tranh luận cái gì, bốn vực thi đấu, chẳng những có các vực đang các các chủ, đỉnh tim An -Ship. còn có đến từ vũ vực đang các cao tầng, hắn tại Bắc Thiên vực uy phong lẫm lẫm, là đang các các chủ, nhưng ở đây, bất quá là vũ vực đang các chuyển xuống một cái bình thường dược vương mà thôi cũng không thu hút, ở đây, có thế điệu thấp liền điệu thấp, bằng không rất dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết, cái kia trung niên quản sự cũng không nói gì nhiều, chỉ là thái độ trở nên rất lạnh lùng, mang theo tầng trần bọn hắn đi tới Trung Châu thành chỗ sâu, dọc theo đường đi phản phất tầng trần bọn hắn nợ tiền hắn đồng dạng, cái này cũng rất bình thường. Ở trên thiên võ đại lục, Bắc Thiên vực thực lực tổng hợp vốn là yếu nhất, ở nơi này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn đại lục, người yếu, chính là nguyên tội, lớn hơn hết thảy, lần này đang đạo đại bỉ, thiên vũ đại lục tất cả tuyển thủ dự thi đều ở tại phong vân đang trong viên, phong vân đang viên vốn là ta trung châu thành đang cắt dùng, bên trong có trung châu thành đang các không thiếu công trình cùng linh dược viên phố. Bên trong trồng trọt có linh dược trân quý, các ngươi sau khi đi vào, cũng không nên tùy ý đi lại, để tránh phá hủy linh dược viên phố, nếu là bị mất linh dược trân quý, tất cả mọi người không dễ chịu trung niên quản sự lạnh nhạt đạo, dựa vào, tất cả mọi người là phẫn nộ, đây là ý gì? Coi bọn họ là thành kẻ trộm sao, yên tâm đi, chúng ta mặc dù đến từ Bắc Thiên Vực, nhưng cũng là nhân vật có mặt mũi, kém nhất cũng là một vực đang các tổng bộ hạch tâm trưởng lão, bình thường muốn dùng vương cấp linh dược chỉ cần xin liền có thể, so với một chút cao cấp trong thế lực phổ thông dược vương, địa vị cao hơn nhiều lắm không đến mức làm ra phá hư người khác linh dược viên phố sự tình tới. Hoàng phủ Nam trưởng lão cũng không nhịn được nữa. Âm thanh lạnh lùng nói, cái kia trung niên quản sự sắc mặt lập tức khó coi, đây là đang châm chọc địa vị hắn thấp sao? Hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù là Trung Châu Thành đang các người, kiến thức rộng rãi, cũng đồng dạng là dược vương, nhưng chính là bởi vì Trung Châu Thành thập phần cường đại, khiến cho hắn ở Trung Châu Thành đang các chỉ là một cái quản sự mà thôi, nếu không cũng sẽ không bị phái ra làm dẫn đạo quý khách loại công việc này so với hoàng phủ nam bọn hắn ở trên thiên cao hoàng đế xa bắc thiên vực đảm nhiệm hạch tâm trưởng lão khổ bức nhiều một đám nhà quê trung niên quản sự bị mắng sắc mặt xanh xám cũng không lời mà chống đỡ cái kia táo bón biểu lộ nhưng là nhường bắc thiên vực cả đám thoải mái vô cùng âm thầm gọi tốt trung châu thành 10 phần bao la tại trung niên quản sự dẫn đầu dưới đám người cưỡi hạng nhất phi hành khí cả buổi sau đó mới đi đến được phong vân đang vườn chỗ phong vân đang viên Trung Châu thành đệ nhất viên, chiếm diện tích 3.600 khoảnh, quy mô của nó to lớn, không kém hơn một tòa thành trì nhỏ, đang đạo đại bỉ tổ chức địa điểm ngay ở chỗ này, phong vân đang viên ngoại vây, một nhóm võ hoàng cường giả canh giữ ở nơi đó. Mỗi cái khí thế bất phàm, trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ, đám người thấy thế âm thầm lẫm nhiên, so với Bắc Thiên vực võ hoàng, Đông Châu vực võ hoàng khí thế trên người hoàn toàn chính xác còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều, có lẽ là bởi vì Đông Châu vực thiên địa chân khí nồng độ cao hơn duyên cớ, dẫn đến ở đây võ hoàng chân nguyên trong cơ thể phổ biến sau Bắc Thiên vực võ hoàng chân nguyên nồng độ cao. Khí thế tự nhiên cũng liền càng thêm bất phàm, nơi này chính là Phong Vân Đan vườn. Trung niên quản sự đem mọi người đưa đến cửa ra vào, trên mặt mang một tia dễu cực nói, bốn vực đan đạo đại bỉ, sẽ tại 10 ngày sau cử hành, các ngươi tới không tính sớm cũng không tính toán muộn, những ngày này liền ở tại này phong vân đang trong vườn, bất quá cần nhớ chuyện, ở Trung Châu Thành chớ có chọc chuyện. Ở đây không giống như Bắc Thiên Vực, cao thủ đám người, nếu là gây phiền toái, cũng sẽ không có người bảo đảm các ngươi. Trung niên quản sự lạnh lùng nói, đồng thời đã mang theo Tần trần một nhóm, đi tới trước cửa chỗ ghi danh, bàn quản chuyện, đây là nơi nào đội ngũ. Chỗ ghi danh, đã có người nở nụ cười, trong đó một chút nụ cười mang theo chế nhạo, bọn hắn cũng nghe đến rồi bàn quản chuyện. Biết đối phương hiển nhiên là nhận được cái nào đó thế lực nhỏ đội ngũ, ở đây diễu võ dương oai đâu, cái này bàn quản chuyện cũng thật là, không phải liền là được phái đến cửa thành đi tiếp đãi mà thôi, cần phải khổ như vậy đại thù sâu, đối với một chút thế lực nhỏ tuyển thủ lớn lối như thế sao, huyền thịnh các chủ cũng lười cùng bàn quản chuyện nói nhảm. Trước tiên đi tới, đạo, chúng ta đến từ Bắc Thiên Vực a à, nguyên lai like là bắc thiên vực đội ngũ đám người lại cười khó trách bàn quản chuyện lớn lối như thế bắc thiên vực mặc dù là đại lục bốn vực một trong nhưng cơ hồ liền không ai có thể xông đến sau cùng tuyển thủ thậm chí sau một chút không thuộc về bốn vực đang đạo thế lực nhỏ tuyển thủ còn muốn kém một chút cũng khó trách chịu đến bàn quản chuyện lạnh nhạt như vậy trên thực tế mọi người đều biết đây thật ra là một cái tuần hoàn ác tính đầu tiên bắc thiên vực chỗ mười phần vắng vẻ tài nguyên càng cỗi dẫn đến rất khó đản sinh ra cường đại an chem xít. Mà bởi vì không có cường đại an chem xít sinh ra, thiên tài chất lượng cũng đã rất kém, tự nhiên cũng đã rất ít có người có thể ở đan đạo đại bỉ bên trên chiến thắng, từ đó bị đưa vào đến vũ vực học tập, mà bởi vì tiến vào không đến vũ vực, bắt thiên vực các luyện dược sư tự nhiên cũng đều học tập không đến càng nhiều tuyến đầu thủ pháp luyện đang cùng tri thức. Cũng không cách nào sinh ra đứng đầu luyện dược đại sư, mà không có đứng đầu luyện dược đại sư, lại không cách nào bồi dưỡng được đứng đầu thiên tài, đã như thế, liền thành một cái tuần hoàng ác tính, dẫn đến bắt thiên vực càng ngày càng yếu, khắc vực cũng liền càng ngày càng mạnh, nghe nói vì thay đổi cục diện này, vũ vực đang cắt những năm này còn đặc biệt chuyển xuống một chút vũ vực an trên ship đi bắt thiên vực đang cắt đảm nhiệm cao tầng. Cũng không biết có hiệu quả hay không, trong lòng nghĩ như vậy, đám người này lại so với bàn quản chuyện nhiệt huyết rất nhiều, liền lên tới an bài vào ở cùng an trí, huyền thịnh các chủ ngươi xem một chút, lần này các ngươi bắt thiên vực tuyển thủ, tổng cộng có 31 người, không sai a. À. Trong đó dẫn đầu là một lão già, tại ghi danh xong sau đó, cười nói, không sai. Huyền thịnh các chủ gật đầu, tốt lắm, còn xin huyền thịnh các chủ dẫn bọn hắn tới linh dược tinh trụ đi tới đi một chút khảo thí. Lão đầu kia cười hiếp mắt nói, khảo thí, đám người có chút ngạc nhiên, vừa lên tới liền muốn khảo thí. Tỷ thí không phải 10 ngày sau mới bắt đầu sao? Không sai. Lão đầu gật đầu, cười giải thích nói, lần này Vũ vực đang cắt tới không thiếu cao tầng. Vì tiết kiệm tỷ thí thời gian, đề thăng tỷ thí chất lượng, các vực mang tới tất cả tuyển thủ khi tiến vào Phong Vân Đan Viên phía trước, đều phải tiến hành một cái đơn giản linh dược kiểm tra thiên phú, chỉ có thông qua được người khảo sát mới có thể tham gia 10 ngày sau thi đấu, nếu là không có thông qua, cũng chỉ có thể làm cái quần chúng lão đầu nói một ngón tay cửa vào chỉ thấy tại cửa vào một bên quả nhiên có một cây khảo thí linh dược thiên phú cây cột cây cột toàn thân tinh anh giống như là dùng đặc thù nào đó tinh thể chế tạo có chút giống trước kia triệu linh sang tiến hành khảo nghiệm tinh thần lực tinh trụ nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt loại này cây cột khảo nghiệm là các luyện dược sư tổng hợp thiên phú hừ cái này bắt thiên vực nhiều như vậy tuyển thủ cũng không biết có bao nhiêu người có thể thông qua này thiên phú khảo thí, sẽ không có mấy cái a. À. Nếu như là dạng này, vậy thì khôi hài. Bàn quản chuyện ở một bên vây quanh hai tay, nụ cười dẻo cực lấy, chờ đợi xem kịch, muốn đồ tham cười. gia đang đạo đại bỉ cần phải có tư cách, tư cách này không phải dựa vào danh khí, cũng không phải dựa vào đẳng cấp, mà là dựa vào thiên phú, đang các tổng bộ cử hành đang đạo đại bỉ mục đích, chính là vì từ dưới vực bên trong chọn lựa ra nắm giữ đang đạo thiên phú thiên tài. Nếu là khảo hạch thực lực, phương pháp thông thường khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được thực lực chân chính. Tiến hành linh dược thiên phú khảo hạch liền dễ dàng nhiều, tinh thể này thạch trụ sẽ căn cứ vào mỗi một cái người kiểm tra tuổi tác, thực lực, cường độ tinh thần lực, tinh thần lực thiên phú các loại, cuối cùng đưa ra một cái tổng hợp đánh giá, mặc dù tổng hợp đánh giá cao, chưa hẳn đại biểu thực lực liền nhất định mạnh, nhưng ít nhất đại biểu trưởng thành tính chất không tệ một khi tại đan đạo đại bỉ bên trong trổ hết tài năng, bị đưa vào vũ vực, lấy đan các thực lực, tu vi yếu điểm căn bản không quan trọng, bọn hắn có thừa biện pháp đề thăng người chiến thắng thực lực, bọn hắn coi trọng nhất, vẫn là thiên phú, cũng chính là tương lai trưởng thành tính chất, muốn đạt tới trình độ gì mới có tư cách tham gia đan đạo đại bỉ. Một cái an chem xích vấn đạo. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, tinh thể trụ, luôn có 100 tầng, chỉ cần đạt đến 76 trở lên, bao quát 76, thì có tư cách tham gia thi đấu. 76, đám người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng không biết đạt đến 76 là một cái độ khó gì, hết thảy 100 tầng, 76, không cao không thấp, thuộc về trung thượng, hẳn là sẽ không quá khó a. À, trong lòng mọi người nghĩ như vậy, mà cửa chính. Bây giờ cũng tụ họp không ít người, cũng là từ phong vân đang trong vườn đi ra thiên tài, số đông đều lộ ra có chút trẻ tuổi, nhưng mỗi cái trên thân bộc lộ ra ngoài khí thế nhưng là bất phàm đây là cái nào thế lực đội ngũ nhân số không nhiều hơn nữa tinh thần khí cũng như nhau không giống như là cái gì đại thế lực đội ngũ ta lúc trước tại cửa ra vào nghe được là bắc thiên vực đang cắt đội ngũ bắc thiên vực đang cắt nguyên lai like là loại địa phương kia ha ha nghe nói bắc thiên vực là đại lục bốn vực bên trong tối cằn cỗi một cái địa vực kỳ trước tới có rất ít thiên tài sinh ra, một đám nông thôn mang tử thôi. Tảng tảng, không có gì đẹp mắt. Ta dám đánh cược, lần này Bắc thiên vực đang cắt mang tới tuyển thủ bên trong. Tuyệt đối không có nhiều có thế thông qua linh dược thiên phú khảo hạch. Ha ha, ta dám nói, lấy Bắc thiên vực trước sau như một niệu tính, hẳn là liền một nửa đều không đạt được. Nói nhảm, phía trước Nam Hoa vực tỷ lệ thông qua, cũng chỉ có 70% không đến mà thôi, Bắc thiên vực nghĩ đạt đến 50%. Nằm mơ giữa ban ngày A. 76 chỉ số, thật không đơn giản, liền Bắc thiên vực loại kia chỗ rác rưởi Lại có mấy cái có thể đạt tới cái này cái chỉ số. Đám người nghị luận ầm ĩ lẫn nhau xì xào bàn tán, tất cả đều là một chút tham gia đang đạo đại bỉ thế lực khác thiên tài, từng cái mang theo trào phúng, thiên vũ đại lục, truy sùng cường giả, nghe nói tần trần bọn hắn đến từ bắc thiên vực, căn bản không cần xem bọn hắn khảo thí, liền từ nội tâm sinh ra kinh bỉ và kinh thường. Si ngạo lăng bọn người mỗi cái nắm chặt nắm đấm, một mặt phẫn nộ, bọn gia hỏa này, quá coi thường người, tiền bối, không biết 76 chỉ số, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Tần Trần cũng không để ý, mặt không đổi sắc, hỏi hướng lão đầu kia, lão giả cười nhạt một tiếng, đạo, linh dược thiên phú khảo hạch là an chêm thực lực tổng hợp, chỉ số 76, nói như thế nào đây, trên cơ bản 40 tuổi phía trước có thể trở thành dược vương, bình thường đều có thể thông qua khảo hạch, khác, thì nhìn khắp mọi mặt thực lực tổng hợp. T. Nghe vậy, Bắc Thiên Vực rất nhiều tuyển thủ dự thi mỗi cái hít một hơi lãnh khí, nói đùa cái gì, lại muốn 40 tuổi phía trước đột phá dược vương mới có thể thông qua, đây vẫn là tham gia thi đấu cơ bản nhất khảo hạch. Cường điệu đến vậy ư, phải biết, mọi người ở đây tại Bắc Thiên Vực đều có thể xưng thiên tài, lại mỗi cái đều là dược vương, nhưng chân chính tại 40 tuổi phía trước đột phá dược vương, thật đúng là không có quá nhiều, giống si ngạo lăng, càng hoa thanh, Ngụy Kim Châu mặc dù có thể trở thành đan đạo thành thánh tử, chính là tại 35 tuổi phía trước trở thành dược vương. Liền có trở thành thánh tử tư cách, những người khác, có thể ở 40 tuổi phía trước trở thành dược vương, trên sân bên trong nhiều người như vậy, nhiều nhất năm, năm, mấu chút đây vẫn chỉ là có thể tham gia thi đấu tuyến hợp lệ, cái này khác mấy vực bên trong thiên tài thật có đáng sợ như vậy, đám người nghị luận ầm ĩ, bảo vệ ở một bên bàn quản sự lập tức cười lạnh nói, đây là đại lục bốn vực đang đạo đại bỉ. Là phía dưới bốn vực đang đạo thiên tài cao nhất điện đường, cũng không phải là người bình thường có thể vào, không đạt được tuyến hợp lệ, tiến vào cũng là mất mặt. Ta thử xem. Phía trước cái kia đặt câu hỏi An James đi lên trước, chân nguyên cực hạn vận chuyển, đồng thời tinh thần lực thôi động đến cực hạn một chưởng chiếu vào tinh thể kia trụ phía trên. Ông, tinh thể trụ chịu đến xung kích, phía trên tinh thạch nhanh chóng sáng lên, một loạt, hai hàng, ba hàng, bốn hàng, rất nhanh, đến rồi hàng thứ sáu, một tầng, hai tầng, tầng ba, đến rồi tầng thứ chín, tinh thạch lại không cách nào sáng lên, chỉ thiếu chút nữa, người luyện dược sư kia cắn răng, gầm lên giận dữ, tráng nổi gân xanh đột, chân nguyên trong cơ thể thôi động đến cực hạn, trong đầu bởi vì tinh thần lực cực hạn thôi động, thậm chí truyền đến từng trận mê muội, ông tinh thể trụ lại lần nữa sáng lên hai tầng, nhưng đạt đến 71 tầng thời điểm, làm thế nào cũng không động được, cuối cùng triệt để ảm đạm xuống, 71 tầng, thất bại. Lão giả lắc đầu, cái gì? Đây không có khả năng, ta thế mà không có thông qua. Người luyện dược sư kia một mặt trắng bệch, bạch 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 lùi lại mở mấy bước, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình dư huy đại sư vậy mà không có thông qua. Hắn mặc dù là 43 tuổi mới trở thành dược vương, nhưng mà căn cơ luôn luôn cực kỳ an tâm, tu vi cũng cao tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà lại không có thông qua. Đây cũng quá khó khăn. Bắc thiên vực 30 tên tuyển thủ đều sợ ngây người, dư huy mặc dù không là bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái, nhưng tuyệt đối là không kém một cái, hắn đều không thông qua. Khác có thể thông qua lại có thể có mấy cái, ha ha bên ngoài sân, nhưng là vang lên một hồi cười vang, ta liền nói, Bắc thiên vực loại địa phương kia không có mấy cái có thế thông qua A. À? Mau về nhà luyện nhiều một chút A, à, liền tư cách dự thi đều không đạt được, thế mà cũng dám chạy tới nơi này tham gia thi đấu, từ đâu tới tự tin. Chết cười ta. Đại gia đừng cười, nói không chừng nhân gia tại Bắc thiên vực, đích thật là thiên tài đâu. Ha ha, ha ha ha. Đám người cười to, không kiên nể gì cả, dư huy sắc mặt trắng hơn, chỉ cảm thấy một nguồn oi bức không chỗ phát tiết. Phốc phốc, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, tinh thần lực trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên, lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cho ta tĩnh tâm. Một đạo quát lạnh truyền đến, là huyền thịnh các chủ, bàn tay hắn đặt tại dư huy trên thân, tinh thần lực xông ra, nhưng dư huy tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, bất quá một lần khảo thí mà thôi, coi như không thông qua. Lại có cái gì trở ngại? Ngươi thân là Bắc Thiên vực An Chem sẽ không liền điểm ấy ngăn trở đều chịu không được a. À. Đa tạ các chủ đại nhân đề điểm. Dư Huy bây giờ cũng từ tẩu hỏa nhập ma bên trong lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi, vội vàng cảm kích nói, tự nhiên lại dẫn tới mọi cái người tiếp theo là ai. Lão giả lại nhìn qua, đám người hai mặt nhìn nhau, không người tiến lên, một lần khảo thí mà thôi, liền xem như thua trận, lại có thể đại biểu cái gì? Huyền thịnh các chủ thản nhiên nói, hảo, ta tới thử xem. Là một tên An Chemsit đi tới, một trưởng đè lên tinh thể trụ, ông, tinh thể trụ sáng lên, cuối cùng, tại 73 tầng thời điểm ngừng lại. Không cách nào tiến thêm, người kia sắc mặt chán nản lui trở về, lại một cái không có thông qua. Không hổ là bắt thiên vực An Chemsit, hàng thật giá thật. Ha ha ha. Lại là một hồi cười to, kế tiếp, lại có hai người tiến lên, theo thứ tự là 68 cùng 74, nhưng lại không có một người thông qua khảo thí, liên tiếp bốn người, nhưng lại không có một người thông qua khảo hạch. Liền huyền thịnh các chủ sắc mặt đều khó nhìn đứng lên, ta tới. Si ngạo lăng quát lạnh một tiếng, đi lên trước, ta, à, là một cái muội tử. Tư sắc cũng không tệ lắm. Nhìn niên linh, tự hồ mới không đến 40A. Cũng là đến tham gia thi đấu si ngạo lăn dáng người cao gầy da thịt trắng nõn tóc dài đầy đầu phiêu giật có cân quắc cảm giác làm cho người ánh mắt sáng lên nàng đi tới tinh thể trụ phía trước một chữ nhấn lên ông tinh thể trụ cấp cốc phát sáng hàng thứ nhất hàng thứ hai hàng thứ ba hàng thứ sáu đệ thất sắp xếp chớp mắt liền đến liễu đệ bảy sắp xếp kế tiếp tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba không trở ngại chút nào thông qua liễu đệ sáu tầng hơn nữa còn đang lên cao dựa vào, cô nàng này đủ sức. Đám người liếu lưỡi, trước mắt bao người, tinh thể trụ còn tại lên cao, quanh, vọt thẳng phá liễu đệ tám sắp xếp, mãi cho đến đệ bác xếp thứ ba tầng, mới hoàn toàn ngừng lại, 83 tầng, t đám người hít khí lạnh, 83 tầng, liền xem như tại cái khắc vực trong thế lực, cũng thuộc về đỉnh tim, bắt thiên vực lại có người có thể đạt tới cái này cấp độ. Lần này Nam Hoa vực thiên tài đông đảo, đạt đến 83 tầng, cũng chỉ có 8 người mà thôi, cô nàng này rốt cuộc là ai? Có người rung giọng nói, si ngạo lăng, 83 tầng, thông qua. Lão giả kinh ngạc mắt nhìn si ngạo lăng, mỉm cười, bực này thành tích, liền xem như tại đang đạo thi đấu bên trong chưa hẳn có thể thu được cuối cùng chiến thắng, nhưng là xem như thiên tài đứng đầu. Kế tiếp là ai? Có si ngạo lăng ở phía trước, bắt thiên vực còn lại thiên tài nhao nhau tinh thần đại chấn, ta tới. Một cái 40 tuổi ra mặt An xít đi ra, là chú ý gió sớm đại sư. Hắn là 3 năm trước đây, 41 tuổi thời điểm đột phá dược vương. Không biết chú ý gió sớm đại sư có thể thông qua hay không. Mọi người thần sắc khẩn trương. Ngưng thần nhìn lại, đã thấy chú ý gió sớm sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, một chữ nhấn lên, ông, tinh thể trụ trong nháy mắt sáng lên, một loạt, hai hàng, ba hàng. Rất nhanh liền đến liễu đệ bảy sắp xếp một tầng, hai tầng, tầng ba, đến liễu đệ tầng bốn thời điểm, tốc độ giảm xuống, cuối cùng, dừng lại ở liễu đệ tầng năm, bảy mươi lăm tầng. Lập tức có kinh hô vang lên, cái này có thế chỉ là kém một tầng A. Nếu là ở nơi này một tầng bị đào thải, đó cũng quá oan uổng. chú ý gió sớm cũng biết rõ cơ hội khó được, hắn cắn răng, trong miệng khai ra tiên huyết, thật vất vả đến rồi Trung Châu Thành, nếu như không tham ngộ thêm đang đạo thi đấu, đừng nói chính hắn trong lòng khó chịu, cũng sẽ cho bắt thiên vực mất mặt. Bị người cười nhạo, bây giờ thành bại nhất cử ở chỗ này, hắn cũng không tin chính mình đánh không ra 76 thành tích, rống, hắn gào thét một tiếng, trên thân trường bào không gió mà bay, lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạn, ông, nguyên bản dừng lại tinh thể lại lần nữa sáng lên một tầng, mặc dù rất nhanh liền ảm đạm xuống, nhưng hoàn toàn chính xác sáng lên qua. Chú ý gió sớm bảo trì không được sức mạnh, buông tay đẩy ra thở hồng hộc mong đợi nhìn về phía lão giả lão giả nhìn hắn một cái tự hồ lòng có không đành lòng nói thông qua trống chú ý gió sớm ngửa mặt lên trời vung tay hưng phấn trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt có lẽ hắn tại thi đấu bên trên chỉ là một người tiếp khách liền lá xanh cũng không tính nhưng có thể tham gia đan đạo thi đấu bản thân liền là một loại vinh quang đây là bất luận kẻ nào đều không thể ma diệt tiểu tử này vận khí thật tốt. Thế mà bị hắn vận cứt chó thông qua được. Có chú ý gió sớm làm tấm gương, kế tiếp, tham gia người khảo sát nhau nhau tiến lên, 76 ngưỡng cửa này quá cao, rất nhiều người đem hết toàn lực, thậm chí vượt xa bình thường phát huy. Đều không biện pháp thông qua, nhưng là có ít người vận khí không tệ, thông qua được khảo hạch, nhưng tối đa cũng liền 76, 77, 78 thành tích đừng nói giống si ngạo lăng một dạng đạt đến 83 thành tích, thậm chí ngay cả đạt đến 80 cũng không có một cái, rất nhanh, 28 tên tuyển thủ tiến hành khảo hạch, thông qua vẻn vẹn có 13 người. Trong đó cao nhất là si ngạo lăng, mà trong đội ngũ còn thừa lại tầng trần, càng hoa thanh cùng Ngụy Kim Châu còn không có tiến hành khảo hạch, ha ha, hết thảy 31 tên tuyển thủ, bây giờ đã khảo hạch 28 cái, thông qua mới 13 cái. Quả nhiên liền một nửa cũng không có. Bắc Thiên vực, quá yếu. Mất mặt a à, mất mặt. Cũng liền phía trước người nữ kia thành tích còn có thể. Những người khác liền xem như tham gia thi đấu, cũng là bị ngược phần. Mặc dù ở đây khảo nghiệm là thiên phú, mà thi đấu so đấu là chân chính thực lực, thành tích vẫn sẽ có rất lớn lưu động, nhưng không đạt được 80 tầng anchemship, bình thường đều đừng nghĩ tại thi đấu bên trên có cái gì vượt trội biểu hiện. Tụ tập người càng tới càng nhiều, nghe nói bắt Thiên vực thành tích mỗi cái lắc đầu không thôi, 76, 77, 78 thành tích, cũng liền vừa thông qua dự thi khảo hạch, thành tích như vậy, liền xem như tiến vào thi đấu bên trong, lại có thể có tốt biết bao biểu hiện, tất cả mọi người đều đã đối với Bắc Thiên Vực lần này thành tích, phán quyết tử hình, ta tới. Còn lại trong ba người, Càng Hoa Thanh cùng Ngụy Kim Châu liếc nhau. Cuối cùng, Ngụy Kim Châu trước tiên đứng dậy, quanh. Tinh thể trụ bên trên tia sáng chớp loạn, từ hàng thứ nhất vọt đến liễu đệ tám sắp xếp, chỉ tốn trong phiến khắc, sau đó, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba tiếp lấy sáng lên, chỉ lát nữa là phải dập tắt, Ngụy Kim Châu nổi giận gầm lên một tiếng, ông, tầng thứ tư, cũng theo đó phát sáng lên, 84 tầng. Vậy mà so vừa rồi người nữ kia còn muốn cao hơn một tầng. Đám người dễ cợt biểu lộ ngưng kết, nghị luận ầm ĩ kinh tháng không thôi, phải biết, 80 tầng là một cái phân giới, có thế sáng lên 80 tầng, liền đại biểu nắm giữ xung kích thất phẩm hậu kỳ dược vương thực lực, mà 84 tầng, thậm chí đại biểu đối phương tương lai có khả năng chạm đến đạo bác phẩm dược hoàng cánh cửa. Mặc dù chỉ là đụng chạm đến, cũng không đại biểu liền có thể bước vào bác phẩm, trong đó độ khó vẫn như cũ như trời cao, nhưng đã có thế gây nên mọi người rung động, Ngụy Kim Châu mỉm cười, lui xuống, khiêu khích một dạng nhìn càng hoa thanh một mắt, khoảng thời gian này khổ tu, hắn đã có đột phá chỉ bất quá cũng không triển lộ qua mà thôi, tiếp lấy, là càng hoa thanh bên trên. Quanh, đồng dạng tinh thể trụ cấp tốc sáng lên, trong chốc lát, liền đến liễu đệ tám sắp xếp, tiếp đó tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, cùng Ngụy Kim Châu một dạng, đến rồi 84 tầng, lúc này mới kiệt lực, ngừng lại, lại một cái 84 tầng, liên tiếp hai cái 84 tầng nhường đám người trong mắt rơi mất một chỗ đây vẫn là luôn luôn suy nhược video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký